Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cầu lick khá là đơn giản, sử dụng pentatonic nhưng mà nghe nó rất là rock ha. Thì đặc biệt của cái cầu lick này thì các bạn có thể áp dụng trên khắp cần đàn ở những vị trí thế tài khác nhau của những cái thế tài pentatonic khác nhau. Và tại sao bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng, đơn giản là tay phải của bạn, mình sẽ chỉ cho bạn một cái chiêu để các bạn sử dụng tay phải của bạn đặt cách đánh phím á, chỉ có một cách đánh mà thôi. Với cái cầu đó bạn kéo lên khắp cái cần đàn, các bạn đánh một cái thế tài của tay phải như vậy là các bạn đánh được cái cầu đó ngay thôi. Chúng ta sẽ đánh ở cái là rê thứ pentatonic ha. Thì ở cái ngăn là 13-10 ha. Nó đơn giản như sau ha. Cầu đầu mình đánh chậm nha. Đó, 4 nốt đơn giản vậy thôi. Đầu tiên ngay ngăn số 13 dây 1 thì các bạn đánh phím lên. Sau đó các bạn pull up ra ngăn 10 dây 1. Sau đó các bạn đánh phím lên ngăn 13 dây 2. Và cuối cùng các bạn đánh phím xuống ngăn 10 của dây 1. À, các bạn thấy chưa? Một phím lên, pull up, một phím lên, sau đó một phím xuống và lặp lại ha. Chậm nha các bạn, nhìn tay phải mình nha. À, đó là cái cặp dây đầu tiên. Tương tự các bạn đánh lên dây số 2 và số 3 cũng tương tự như vậy. Chúng ta khác nhau một nốt thôi. Ví dụ ngăn 13 dây 2 tới ngăn 10 ha, sau đó tới ngăn 12 của dây 3. Nhớ như sau. À, chậm để các bạn quen cái kiểu đánh ha. Bây giờ mình kết hợp hai câu đó lại để thành 8 nốt nha. Nó như sau, chậm nha. Đơn giản nhưng mà thế tay của bạn, tay phải các bạn đánh nó rất là thuận lợi. Lúc đầu các bạn đánh lên thì khó, nhưng mà các bạn đánh lên xong pull up rồi lên thêm một cái nữa chúng ta xuống. Và chúng ta khi đã xuống của cái nốt thứ tư của cầu đầu tới cầu sau thì chúng ta đang xuống rồi, chúng ta bắt đầu lên lại. Nó rất thuận tiện cái tay ha. Thì bây giờ chúng ta tập cái câu này cho nó kỹ đi, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta di chuyển trên khắp cần đàn nha. Rồi bắt đầu lại nhanh hơn tí nha, tập cùng Vũ Khoa nha. Khi các bạn tập ngay cái rê thứ này rồi thì các bạn có thể kéo xuống ví dụ si thứ chẳng hạn, nó tương tự thôi các bạn. Như tôi ngăn 10 với ngăn 7 ha, cũng thế tay như vậy các bạn đó. Kéo lên ngay chỗ ngăn 15, 12 là của mi thứ. Đơn giản không? Thì với cái mẫu này các bạn đã có thể kéo đi vòng vòng được rồi đúng không? Thì cái câu đầu nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta áp dụng trên những cái cặp dây khác nhau. Thì cái tay phải của bạn cũng đánh y chang như vậy thôi, không khác gì hết. Bây giờ chúng ta áp dụng thử trên, ví dụ như la thứ đi ha. Mình đánh trên cái cặp ba cái dây đó là dây số 3, số 4, số 5. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể đánh chúng ta lên cái thế tay cao hơn tí mà chúng ta áp dụng cái ngón út vô ở cái khoảng cách xa hơn cũng của ba dây này. Ok, thì hy
cái bài tập này nhỏ nhỏ thôi nhưng cũng sẽ giúp ích cho các bạn nào mới quen với pentatonic, muốn luyện một cái cầu đánh tốc độ nhưng mà nó không có phải di chuyển thế tài quá phức tạp. Pentatonic các bạn thì áp dụng cái kiểu như thế này thì với một cái thế tài đánh như thế này nó hơi khó chịu một tí, nhưng các bạn tập quen rồi thì sau này có những cái câu mà các bạn bắt buộc sử dụng phím lên á, phải bắt đầu phím lên thì nó sẽ không có gây khó chịu cho các bạn nữa. Hãy nhớ like, share, comment nếu các bạn thấy hữu ích nhé. Thì hôm giờ là do dịch Covid cũng là lockdown tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều thời gian hơn, thì hy vọng các bạn hãy ôm cây đàn guitar lên và luyện tập. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà các bạn tập thường xuyên thì nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều việc nâng cao tốc độ nhé. Nếu bạn vừa mới biết tới đàn guitar điện và muốn học để nắm được những cái kỹ thuật guitar cơ bản thì có thể đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa. Thì nó dạy rất là cơ bản cho các bạn ha. Và các bạn có thể học nó và áp dụng trên cái đàn. Thì khóa học đó bạn đóng tiền một lần và học trọn đời, tức là các bạn vô học hoài, đăng nhập vô web các bạn học hoài, không có bị giới hạn là 3 tháng, 5 tháng thì học, đến khi nào các bạn chán thì thôi, hoặc các bạn thành thục thì thôi. Mình sẽ hỗ trợ support các bạn qua Facebook này hoặc là Zalo, khi các bạn gặp khó khăn hướng dẫn cho các bạn hết nha. Thì nếu có nhu cầu mua đàn hãy liên hệ Amigo Guitar Shop. Đây là cái cây mà series 24 phím ha, nó có cái vân rất là đẹp nha các bạn. Có hai màu, một cái màu đen như vậy và một cái màu đỏ đó, 24 phím luôn ha, inlay rất là đẹp. Đây khóa là Rover nha các bạn đó. Còn ở đây là nhúng Wilkinson ha. Nói chung là cái cây này thì giá nó chỉ có 6 triệu mấy thôi, tặng kèm cho các bạn bao da rồi pick ha, các pick giọt nước như thế này, các bạn đánh rất tuyệt nữa. Hãy nhớ ủng hộ Đăng Khoa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.